Hello, xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi. Và video ngày hôm nay, chị em của chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 11 nha, 11 tới tháng 7 năm 2019. Có rất là nhiều đơn hàng dễ thương luôn. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của mẹ Nguyễn Thị Hồng Minh đã tặng cho bé đơn hàng 200.000 đồng. Và đây, bạn đã được mẹ tặng cho đó là một cái hộp trang điểm hình trái tim dễ thương như thế này, kèm theo đó là một cây đèn ha, cũng có được trang điểm luôn. Rất là dễ thương luôn. Đây, còn gọi là hộp trang điểm Elsa. Tổng quát là như thế này đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết một chút xíu. Bộ này là 160.000 đồng nha. Sẽ gồm có là một cái hộp trái tim hình trang điểm và kèm theo đó là một cái cây đàn nữa, một cái đàn trang điểm mini như thế này để bỏ trong túi xách nha. Còn cái này là mình để cái hộp ở nhà, khi nào cần thì mình sẽ dỡ ra. Ôi, rất là chuyên nghiệp ha. Thì các em xem là những cái màu của nó sẽ có kim tuyến. Ở bên đây thì là những cái màu rất là đa dạng, xinh đẹp ha. Đó, màu mắt đó mấy em. Còn ở đây thì sẽ là màu son. Rồi còn có cả son dưỡng nè, cọ nè, son màu cá tính nè, sơn móng tay vân vân ha. Có cọ chổi và có cọ mút. À, chúng ta muốn dùng cái nào cũng được hết luôn. Rất là đẹp luôn nha. 180.000 đồng. Ê lộn, 160.000 đồng. Qua bộ đồ chơi này các em sẽ học được cách trang điểm để trở thành những cô gái xinh đẹp. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Xuân Tươi, 208.000. Yeah, và các em xem đây là một búp bê cô dâu hết sức là xinh đẹp. Cô dâu này có giá là 140.000 đồng, cặp mắt to, tròn, miệng chúm chím, có cài một bông hoa trên đầu, tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh nha. Mặc một cái váy nè, đó, các em xem rất là xinh luôn. Có cả vòng cổ và vòng tay, váy xòe rộng, đó, đẹp chưa? Và bên đây là phần lip của cô dâu nha. 140.000 đồng, chất liệu bằng nhựa cho nên là cũng rất là tốt. Chất liệu nhựa này cũng tốt lắm đó mấy em, chị nói lộn. Tiếp đến sẽ là hũ slam trong 30.000 đồng. Đây các em xem nha, slam trong màu sắc trong suốt, bên trong có kim tuyến giấy nữa, được tặng kèm theo tuyết và charm, chỉ có 30.000 đồng. Sau đó bạn còn có mua một bịch charm hạt trân châu rất là đẹp luôn, 5.000. Còn đây là đơn hàng của ba Quỳnh Văn Trưng đã tặng cho bé đơn hàng 129.000. Xin cảm ơn ba Trưng và xin mời các em cùng tham khảo. Đầu tiên là một Whisticle Galaxy rất là dễ thương nha. Màu sắc chuyển nè, rất là đẹp. Đặc biệt rất là mềm và thơm, 90.000 đồng. Sau đó còn có là một quyển sổ siêu nhân. Đây là siêu nhân gì đây? Các em cho chị biết với nha. Quyển sổ 6.000 đồng, hết sức là dễ thương luôn. Và bây giờ xin chào đơn hàng của mẹ Đoàn Thị Mỹ Dung, 81.000. Mẹ Dung mua một cái lắc tay Ấn Độ nè mấy em. Xin ơi là xin chỉ có 5.000. Wow, một quyển sổ mini nữa nè. Đó, 6.000. Và còn có cả hai cây bút sáo luôn nè mấy em. Vừa làm bút, vừa có thể làm sáo để giải trí. Để chị thổi thử xem. Rất là vui, 5.000 đồng một cây nha. Và còn có là một cái phụ kiện cho búp bê nữa nha. Vậy là bạn này cũng có chơi búp bê nữa đó mấy em. 5.000 đồng. Rồi, một cái lắc tay trăng và sao cực kỳ đáng yêu luôn, 15.000. Và tiếp theo còn có là một lọ điều ướt 7.000 đồng. Các em có thể ghi điều ướt của mình vào trong những cái tờ giấy này, cuộn lại. Sau đó mình sẽ giấu ở một nơi bí mật, làm những điều tốt, vâng lời ba mẹ, thì những điều ước này nó sẽ trở thành sự thật. Đó, mong rằng các em sẽ thành tâm và làm được nhiều điều tốt để điều ước của các em nó sẽ thành sự thật nha. 7.000 đồng một lọ điều ước dễ thương như thế này. Và đây là đơn hàng của Trần Ngọc Hy, 104.000. Và bạn Ngọc Hy mua một cái váy cho búp bê nè, váy màu trắng bồng bềnh rất là xinh luôn nha. 16.000 đồng, có phần hoa nè, ở bên trong này nó không phải dính màu. Đây chị mở ra nha, và nó dính một cái một ít tơ nè, một ít tơ màu hồng thôi. Cái váy xòe ra như thế này nè mấy em, 16.000, cực kỳ xinh đẹp luôn. Tiếp đến còn có cái váy 20.000 đồng cho búp bê, đó là mẫu áo bẹt vai như thế này, đó, rất là xinh luôn, chỉ có 20.000. Và bịch giày nữa nè, xinh chưa, 5.000 đồng. Còn có là bộ đồ cho anh Ken đi làm nha, bộ đồ này các em xem nè, rất là đẹp luôn, 30.000 đồng. Dương Hồng Chí ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 113.000. Và Hồng Chí mua đó là một bộ phụ kiện nha, nguyên một vỉ phụ kiện 80.000 đồng. Tiết kiệm 20.000 khi mua vỉ này. Các em xem nè, có máy chụp hình nè, điện thoại nè, tai phone nè,
vòng cổ nè, micro nè, rất là nhiều túi xách nè, lược nè. Wow, rất là dễ thương luôn nha. 80.000 đồng. Ten 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 ten. Yeah, trời ơi, có điện thoại. Và còn có cả cái vali mini nữa nè, tuyệt quá đi. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Quỳnh Hải Đăng, một cái tên dễ thương quá ha. Đơn hàng của bạn là 198.000. Xin cảm ơn Hải Đăng và xin mời các bạn cùng xem tham khảo đơn hàng của Hải Đăng nha. Đầu tiên là một ngôi nhà mini 45.000, rất là đẹp luôn. Có cửa ở đây, hai cửa sổ bên đây, rồi có những cái cửa sổ để thông khí thông gió đó mấy em, là mặt trước nha. Mặt sau thì là cái cửa ở chính giữa, cửa sổ hai bên, và vẫn có những cái này đó, mái ngói này nha, rất là đẹp. Đặc biệt chị rất thích những cái phụ kiện kèm theo, ví dụ như đây là một cái kệ tivi. Đây các em xem, có kệ tivi cho ngôi nhà nữa nè, quá xinh luôn. Rồi có cả bàn ghế, bàn trang điểm nè. Wow, rất là tuyệt. Một cái xích đu để chơi ở ngoài sân, một cái kệ bếp, rồi một cái bàn nè. Còn đây thì là tủ quần áo nữa, đầy đủ hết luôn. Còn có cả cái đồng hồ, quá tuyệt vời. Chỉ có 45.000 đồng thôi nha mấy em. Và đây nha, là tổng thể đơn hàng của bạn nè. Đây là ha, có ngôi nhà mini 45.000 và có rất là nhiều bút. Có quả dâu, đây là quả dâu nha, quả dâu mini 18.000. Thì như là chị đã nói, những cái hàng như là 12.000, 18.000, 20.000 á, do là loại rẻ cho nên đôi khi nó sẽ có những cái lỗ nhỏ hoặc là màu nó hơi lem một chút xíu như thế này. Tuy nhiên cũng không sao, bởi vì những quả dâu thực tế của chúng ta đôi lúc nó cũng sẽ có những cái đốm màu khác, đúng không nào? Nhìn cho nó tự nhiên hơn. 18.000, rất là dễ thương. Và đặc biệt yêu thích Quixi này bởi vì nó rất là mềm và rất là dễ thương nha. Tinh tòn, còn có em Quixi Cừu Galaxy 90.000 đồng nữa nè. Mềm ơi là mềm, thơm ơi là thơm. Hai sắp hình dáng BTS nha, mỗi sắp như vậy thì là 10.000. Còn bút thì các em thấy nè ha, có là cá nè, xương rồng nè, sổ nè, bé heo nè, à bé heo hay là bé ếch gì đó, rồi là bé thỏ nè, bé gấu, mực Galaxy nè, và pony nha, mỗi cây 5.000, rất là đẹp luôn. Ôi chị lộn rồi, bạn đặt là một bé cừu 50 chứ không phải là bé cừu 90. Và đây mới là em cừu của bạn Hải Đăng thích nè. Bạn cừu này 50.000 đồng, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là mềm và rất là thơm luôn. Đây các em xem, bạn ấy rất là đẹp luôn, còn đá lông nheo bạc bạc. Mềm lắm luôn. Còn đây là đơn hàng của mẹ Trần Thị Thu Thủy 173.000 đồng. Bạn đặt làm một bộ kit làm slime nha. Chị xin lỗi là mẹ Thủy đã đặt cho bé là một bộ kit làm slime 30.000 đồng. Đó, rồi trời ơi, đã quá đi, quá trời bút quạt luôn. Bút quạt BTS nha, mỗi cây là 10.000 đồng. Bạn đặt 5 cây. Đây, Rapmon. Wow. Anh Vi và Rapmon nha. Đó, dễ thương không? Mỗi cây là 10.000 đồng. Đây ha, rất là đẹp luôn. Hai cây hình giống như là thỏ vậy đó, còn đây là giống như là những bông hoa, rất là xinh. Và còn có là hai quyển sổ BTS và Blackpink, mỗi quyển là 30.000 đồng nha. Đây đầu tiên sẽ là quyển sổ của BTS nè, 30.000 đồng. Chúng ta mở ra bên trong xem nè. Đó, những cái ô sọc và đường kẻ ngang để cho các em có thể ghi nhật ký, lưu bút, chép bài hát hoặc là ghi tiểu sử của nhóm Blackpink, những gì mà mình biết vào đây. Đó ha, rất là dễ thương luôn. Đây BTS chứ chị nói lộn, quá đẹp luôn nha. 30.000 đồng thôi. Còn bên đây là quyển sổ Blackpink, có kèm theo là hình của nhóm là Twice đồ nữa nha. Đây, ở bên ngoài thì các em thấy là như vậy, nhưng mà bên trong á, người ta lừa mình thôi. Bên trong này các em thấy không? Blackpink, chứ không phải là Twice đâu nha. Đó, Blackpink, thấy chưa? Nhưng mà cũng có hình của nhóm Twice luôn. Tuy nhiên là Blackpink rất là nhiều luôn. Đây, các em xem nè ha, hình Blackpink rất là nhiều. Đó, các em có thể ghi tiểu sử của những bạn trong nhóm nhạc mà các em yêu thích vào đây. Đó, để giống như là mình sưu tầm vậy đó. Rồi bài hát rồi nữa nha, mỗi quyển là 30.000 đồng. Còn bây giờ là đơn hàng của bé Nguyễn Minh Duy 62.000. Và bé Minh Duy mua là một cây bút khổng lồ Duy, đây chị sẽ ghi chữ Duy, yeah, màu đỏ, 22.000 đồng, có thể đựng bút ở bên trong nha. Và hai cây bút chì dẻo, đó rất chi là dẻo luôn, chỉ có 5.000 đồng một cây. Còn đây là đơn hàng của bé Nguyễn Hoàng Mai Trang 250.000 đồng.
Và đây là đơn hàng của bạn. Đây, các em xem sơ qua tổng quát đơn hàng của bạn này nha. Bạn Trang, Mai Trang, đơn hàng rất là dễ thương luôn. Như các em xem thì ở đây nó sẽ có là 5 hũ trái tim có nắp, mỗi hũ là 2.000 đồng. Tiếp đến thì là một cái kính Nobita 20.000 đồng, cực kỳ dễ thương luôn. Còn có là cái Wixi bắp rang bơ, một cái Wixi bánh. Đó, mỗi Wixi là 18.000 đồng nha. Có một bé nhí mini nè. Đó, bé nhí này rất là dễ thương luôn. Và bé nhí có giá là 8.000. Tiếp theo thì là những sợi tóc lai rất là ấn tượng luôn. Một bịch như vậy là 5.000, có 5 sợi lai để gắn lên tóc với 5 màu khác nhau. Còn có bịch bơ ráp 5.000 và một cái cặp táp. Đây, cặp táp 9.000 đồng cho búp bê nữa nha. Có lắc tay Ấn Độ 5.000. Thơm quá, đó là chai hương dâu 5.000 cũng như là một tô mì cay 5.000. Rồi còn có là đôi bông tai trái cam dễ thương, tình tinh tinh. Đây, bông tai cam nha, hết sức là dễ thương luôn. Như thế này nè, đó, những múi cam thật là mọng lên, rất là ngon luôn, 15.000. Còn có là tuýp kẹo kem đánh răng thơm ngon 10.000. Và hai cái bánh mochi nữa, đó, 8.000 một cái nha. Cả một bó củi để cho búp bê và các em có thể chơi nấu ăn. Cùng với lại bộ bếp nhôm này ha. Đây là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, có rất là nhiều đồ chơi như là nồi nè, thao nè, rồi bếp nè, chảo nè, muỗng nĩa, cả cái mâm nữa 60.000 đồng. Và nến ha, để nấu ăn luôn 5.000 đồng. Ấy lộn, 5 cây nến mỗi cây 2.000. Còn đây là đơn hàng của chị Hà 147.000. Bạn mua là một cây bút gấu có mực Galaxy 5.000 đồng một cây. Rồi đến là một hũ điều ước 7.000 đồng nha. Mình sẽ ghi điều ước vào đây, cất ở nơi bí mật, sau đó làm việc tốt và nghe lời ba mẹ thì điều ước sẽ thành sự thật, 7.000 đồng thôi. Nhưng mà cái cần là các em phải thành tâm và làm việc tốt cũng như là nghe lời ba mẹ thì điều ước nó sẽ trở thành sự thật nha. Rồi tiếp đến thì là một hộp bút nước nè mấy em, 95.000 đồng với móc khóa Moco. Đây, một cái móc khóa rất là đẹp luôn, màu hồng nha, 95.000 đồng. Đây các em xem nè, đó, giống như là dòng sông hoa trôi, đó, đẹp chưa? Hết sức là lung linh luôn, 95.000 đồng. Xin chào bé Nguyễn Điền Mai Phương, cái tên rất là dễ thương nha mấy em, đơn hàng 75.000, xem coi là Mai Phương mua gì đây. Wow, và đó là một quyển sổ nhật ký BTS mà lại lấy lộn công chúa rồi, để chị đổi cho. Và một bịch tuyết nữa nha mấy em, bịch tuyết 10.000. Và đây, chị đã đổi lại cho Mai Phương là một quyển sổ nhật ký BTS 35.000 đồng, có ổ khóa và chìa khóa đây nha. Rất là dễ thương, em có thể tâm sự những bí mật của mình cùng với nhóm BTS và đã được bảo vệ một cách rất là cẩn thận luôn. Tiếp theo là đơn hàng của bé Mai Huỳnh Ngọc Hân, 208.000. Và đây là một đơn hàng kẹo rất là thơm ngon luôn. Đầu tiên phải kể đến đó là kẹo Milo, mỗi viên thơm lừng, chỉ có 2.000 đồng một viên và bạn mua tới 50 viên lận. Các em cùng đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, chị đã xếp theo hàng, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lần 5 là 25, 25 nhân cho, cộng cho 25 là được 50 viên rồi đó mấy em. Hoặc các em cũng có thể đếm nè, 5 nè, 10 nè, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 viên nha. Đó, mỗi viên là 2.000 đồng. Tiếp đến thì là kẹo nổ là 3.000 đồng một viên, rất là thơm ngon, đủ hết các cái loại vị luôn. Một chùm như thế này là chị xếp là 5 bịch nè, chúng ta cùng đếm nè. 5 nè, 10 nè, 15 nè, 20 nè, 25 bịch luôn. Wow, rất là ngon luôn nha. Và quá tuyệt vời luôn, nổ bụp 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 bụp, ngon lắm luôn á nha. Bé Lê Thị Bảo Trân ơi, đến đơn hàng của em rồi, 123.000. Và đầu tiên thì bạn Bảo Trân mua đó là hai cái cài tóc cho búp bê, mỗi cái 5.000, cực kỳ xinh. Rồi đến là vỉ phụ kiện 80.000 đồng, tiết kiệm 20.000 khi mua vỉ này. Có rất là nhiều đồ đẹp luôn. Đây, giới thiệu, đó là điện thoại mini, micro, rất là nhiều túi xách đẹp ha. Rồi còn có là tai phone nè, mắt kiến nè. Wow, một cái vali mini nữa chứ. Rồi có cả là máy chụp hình luôn nha, quá tuyệt vời luôn, quá đẹp. Tiếp theo là đơn hàng của bé Nguyễn Thùy Phương, 265.000, 35.000 đồng, rất là đẹp, 12 màu, 2 bịch tuyết nè, mỗi bịch là 10.000. Rồi còn có là bịch keo sữa lớn 1kg luôn, 50.000.
Rồi, có là hai bịch borat, mỗi bịch 5.000, cũng như là hương dâu và hương cam 5.000 một chai, rất là thơm. Tiếp theo, bé Hải Yến ơi, đã đến đơn hàng của em rồi, 241.000. Đầu tiên sẽ là vỉ dày 17.000. Rồi đến là búp bê tiểu thư nha, có cái phần đuôi nè, xè như là tiên cá vậy đó, đặc biệt là cái phần dây nịt ở phía trên nha, đây rất là xinh. Khuôn mặt thì đẹp lung linh, mái tóc thì ngắn giỡn sóng nè, rất là đẹp luôn, 47.000. Có bộ kit làm slam là 30.000. Hũ slam may Galaxy tuyệt vời luôn, 30.000 đồng được tặng kèm thế chai và tiết nữa nè. Và đây thì là Wixi bắp rang bơ, dễ thương không? Đây nha, 18.000. Chai hương dầu 5.000. Và có là một bịch keo sữa lớn loại 50.000 nữa nè. Và dĩ nhiên đồ nguyên liệu làm slam thì sẽ có thêm là tuyết 10.000 và borat 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của bé Lương Bảo Trâm, 240.000 đồng. Đầu tiên thì bạn có mua là 3 cây bút kiểu nha, một cây pony, một cây chú hề và một cây là pony biến thành người, một em bé rất là dễ thương, mỗi cây 5.000. Sau đó là cây bút chì nỉa, nhưng bút chì nỉa hết rồi, chị lấy cho em là cây bút chì chìa khóa để mở cánh cửa thành công, đón chào năm học mới thật là học xuất sắc luôn, cũng chỉ có 5.000 đồng thôi nha. Hy vọng rằng là em sẽ thích. Wow, hãy xem đây là hoa vàng và hoa trắng trên thảm cỏ xanh, rất là đẹp. Và thật ra đây là hai cái đầu cột tóc nha mấy em, mỗi cái là 10.000. Cái này là hoa hướng dương mặt cười, cái này thì là hoa cúc trắng. Đó, quá xinh luôn. Và hiện tại hai loài hoa này đang rất là hot luôn. Các bạn còn mua hai cái kẹp, đó là một kẹp quả đào và một kẹp bánh kem. Kẹp mỗi cái kẹp như vậy là 5.000 đây nè mấy em. Đầu tiên thì bạn đặt đó là một cái áo 18 tháng 5, 50.000 đồng, các em xem nè, đó rất là dễ thương luôn, đơn giản trắng và đen với những dòng chữ cá tính ha, từ 35 cho tới 45kg là mặc đẹp luôn nha mấy em. Ten, và đây là một cái áo Moschino chú gấu cá tính nha, cũng là 50.000 đồng. Đây các em xem nè, chú gấu ha, mặc một cái áo rất là cá tính luôn, còn có là những cái kim gút nè, gút ở trên áo và gút ở trên chữ Moschino, tạo nên một cái phong cách rất là ngầu ha. Đây 50.000 đồng. Tiếp đến là áo hoodie. Đó, thì áo hoodie này là 60.000 đồng, có màu trắng xám, có nón ở phía trên luôn nè nha mấy em. Đây, có nón luôn, có dây. Đó, đặc biệt là phần túi nè cũng được làm lệch luôn, và cái phần vạt áo cũng được thiết kế lệch như thế này, rất là cá tính luôn nha, tay dài rất là ấm áp. Có thể làm áo khoác được luôn, chỉ có 60.000 đồng thôi. Chất liệu thì cũng đẹp nữa nha mấy em. Đây nè. Tiếp đến là đơn hàng của Trần Bảo Trân, 393.000. Yeah, quá tuyệt vời luôn. Bạn mua đó là một vỉ phụ kiện 80.000 đồng, tiết kiệm 20.000 khi mua vỉ này. Thì bữa nay nè ha, vỉ này có là cả viên vali mini nè, rồi có cả là máy chụp hình nè, có cả điện thoại luôn. Bạn nào mà có muốn những cái đồ dùng này thì hãy tranh thủ đặt cái vỉ phụ kiện trong đợt này, là nó có đầy đủ hết tất cả luôn, vừa vali, vừa máy chụp hình, vừa điện thoại, vừa là tai phone mà micro, cũng như là nhiều túi xách đẹp nha. Còn có những cái hình dáng như bé tiên cá nè, rất là dễ thương, tinh tong. Và có cả một vỉ dày 100.000 nữa. Vỉ dày 100.000 thì có gì đây? Đó, có cả là đôi giày màu hồng ngôi sao, dễ thương chưa nè. Giày trái tim, giày hoa. Wow, rất là nhiều giày đẹp luôn. Xinh ơi là xinh, giày tiên bướm rồi nữa nè. Nhiều ơi là nhiều luôn nha. Là một bộ sưu tập hoặc là một cái shop bán giày cho búp bê đều được hết. Và còn có là một cái tủ hồng 72.000 đồng. Và Doraemon đang cười, đang chạy nè, dễ thương chưa? Đây là những hộp kéo để những cái phụ kiện nhỏ cho búp bê. Còn đây là tủ treo đồ có móc ha. Bên đây là bàn trang điểm, rất là tiện lợi luôn. Một anh Ken 30.000 đồng trong bộ vest đen lịch lãm. Còn có cả là phụ kiện vòng cổ 5.000 đồng. Hai cái ghế cũng 5.000 một cái luôn. À chị xin lỗi nha, bạn mua tới 2 bịch phụ kiện lận, mỗi bịch là 5.000. Còn có là kệ giày, kệ giày 38.000, 5 ngăn với hoa văn là hoa hồng rất xinh đẹp. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 11 tây tháng
7 năm 2019. Các em muốn đặt hàng thì hãy nhớ xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Các em thấy hôm nay những đơn hàng của chúng ta có dễ thương hay không? Rất đáng để cho các em tham khảo đúng không? Xem video kiểm tra đơn hàng của chị Bốc Chibi, đó là một trải nghiệm thực tế giúp cho các em có kinh nghiệm nắm bắt giá cả đồ chơi thực tế nè, biết cách phối hợp đơn hàng thông qua việc xem đơn hàng của các bạn, rồi biết kiểm tra hàng cũng như là biết tính tiền như thế nào, tính tiền ship như thế nào ha. Kinh nghiệm của mình sẽ lớn hơn, sau này mình đi mua sắm là không sợ bị cộng sai hoặc là bị chọn lầm đó. Yêu các em nhiều, hẹn gặp lại ở video sau nha. Và chị xin nhắc lại một lần nữa thì tiền ship của chúng ta là từ 30.000 cho đến là 40.000 đồng, tùy theo từng tỉnh khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là 30.000 đồng tiền ship, các tỉnh miền Bắc là 40.000 đồng, các tỉnh còn lại thì là 33.000 đồng, giá ship không thay đổi. Các em mua càng nhiều thì cũng nhiêu đó tiền ship thôi nha. Mua trên 400.000 thì sẽ được giảm 50% ship, mua trên 800.000 thì sẽ được miễn phí ship luôn. Rất là dễ hiểu về tiền ship của shop Bếp Chibi. Xin chào và hẹn gặp lại nha!